Võ Thần Chúa Tể Chương 5666, Trường Hà Bản Nguyên Nhìn thấy thiên địa tối tâm, Tần Trần tâm thần bỗng nhiên hơi nhúc nhích một chút Ẩn ẩn cảm thấy tại này tối tâm thiên địa bên trong ẩn giấu đi một cái ẩn chứa cực kỳ khủng bố lực lượng đồ vật Đây là Tần Trần rung động hỏi thăm Lúc trước cổ khí tức quen thuộc kia tự hồ chính là từ cái kia tối tâm thiên địa chỗ sâu truyền tới Ninh Mộc dao trầm giọng nói nơi này chính là ta tử linh quốc độ bản nguyên chỗ. Ta tử linh quốc độ mặc dù có thể tại tử linh trường hà bên trong thiết lập một chỗ như vậy, hoàn toàn là bởi vì. Này sao một kiện đồ vật? Tử linh quốc độ bản nguyên. Tần trần ngưng thần nhìn bốn phía, chân mày hơi nhíu lại. Hắn đã nhìn ra, toàn bộ tử linh quốc độ mặc dù có thể củng cố không ngã, thật đúng là bởi vì này tối tâm thiên địa đang không ngừng tản mát ra từng đạo khí tức vô hình. Này khí tức giống như một từng sợi thần quan, không ngừng tản mát đến toàn bộ tử linh trong quốc độ, tạo thành một phương ổn định kết cấu. Hơn nữa ở nơi này sợi hư vô hơi thở dưới ảnh hưởng, tử linh trường Hà Chi Thủy đang đến gần cái này tử linh quốc độ biên giới sau đó, liền sẽ chủ động chảy xuôi rời đi. Căn bản sẽ không rót vào đến tử linh quốc độ một chút. Phản phất, bị khắc chế đồng dạng. Cái này tối tâm thiên địa bên trong khí tức lại có thể khắc chế tử linh trường hà chi thủy. Tần Trần Kinh ngạc nói. Ninh Mộc Giao lắc đầu nói, không phải khắc chế, là khống chế. Khống chế. Tần Trần mặt lộ vẻ giật mình, hắn hiếp mắt, ngưng thần nhìn lại, trong lòng lập tức cả kinh. Thật đúng là như thế, những thứ này tử linh trường hà chi thủy sở dĩ sẽ thối lui, cũng không phải là bởi vì bị bài xích, mà là tại dạng này một cổ lực lượng phía dưới, những thứ này tử linh trường hà chi thủy phản phất nhận lấy một loại nào đó khống chế một dạng chậm rãi tản mát ra này sức mạnh có thể khống chế tử linh trường hà chi thủy tần trần mắt sáng lên tử linh trường hà chính là minh giới mẫu thân sông cái gì lực lượng có thể khống chế tử linh trường hà chi lực ninh một giao đạo này bản nguyên chính là tử linh trường hà sinh ra thời điểm tạo thành ẩn chứa tử linh trường hà hạch tâm nhất một đạo sức mạnh nghe đồn thời đại viễn cổ minh giới có một minh thần, từng trưởng khống qua tử linh trường hà, mà minh thần mặc dù có thể trưởng khống tử linh trường hà, chính là bởi vì trưởng khống tử linh trường hà hạch tâm nhất bản nguyên chi lực. Ta tử linh quốc độ đạo này bản nguyên, hẳn là minh thần trước kia trưởng khống bản nguyên một trong, cái kia minh tàn đại đế sở dĩ vẫn đối với ta tử linh nhất tộc nhìn chầm chầm. Cũng là bởi vì biết được đạo này tử linh trường hà bản nguyên vẫn giấu kín tại ta tử linh trong quốc độ, hắn bây giờ đã trưởng khống bộ phận tử linh chi lực, nếu có được đến đạo này bản nguyên, liền có thể sắp tử linh trưởng song triệt để trưởng khống, đến lúc đó, toàn bộ minh giới đều phải thần phục tại hắn tay. Trong lòng bàn tay, có thể nói, hắn trở thành minh giới tân tấn minh thần. Ninh Mộc Giao mắt lộ ra hàng quan đạo. Tần trần trong lòng cả kinh, nguyên lai minh tàn đại đế nhằm vào tử linh nhất tộc, là bởi vì cái này. Nhưng hắn vì cái gì không có đối với ngươi tử linh quốc độ động thủ, ngươi từng nói qua, minh tàng đại đế thực lực thậm chí đã vượt qua minh giới tứ cực đại đế, lấy thực lực của hắn nếu là đối tử linh quốc độ động thủ, lấy các ngươi thực lực, chưa hẳn có thể ngăn cản được A. À? Tần Trần nghi hoặc nhìn xem Ninh Mộc Giao. Tử linh quốc độ cường đại nhất ác chủ bài, phải không sợ tử linh trường hà lực lượng ăn mòn, ở đây có thể tùy ý ra tay. Có thể căn cứ vào Ninh Mộc Giao nói tới, Minh Tàng Đại Đế đã trưởng khống bộ phận tử linh trường hà sức mạnh. Trên một điểm này, tử linh quốc độ đối với Minh Tàng Đại Đế ưu thế đã không còn tồn tại. Mà tử linh trong quốc độ tử linh số lượng mặc dù đông đảo, nhưng mạnh nhất mấy tôn tử linh cũng bất quá trung kỳ đỉnh phong đại đế cảnh giới. Có lẽ cái này ninh mộc giao thực lực phải mạnh hơn một chút, nhưng là chưa hẳn có thể ngăn cản được Minh Tàng Đại Đế xâm lấn A. À. Ninh mộc giao cười lạnh nói, hắn không phải là không có, mà là không dám không dám. Đúng vậy. Ninh Mộc Giao gật đầu. Nhìn về phía Tần Trần, ta tử linh quốc độ mặc dù không tính là mạnh, thế nhưng cũng không yếu, cái kia minh tàn đại đế muốn công phá, ít nhất cũng muốn trả giá giá thật lớn, mấu chốt nhất là một khi hắn tiến công ta tử linh quốc độ, chắc chắn dẫn phát tử linh trường hà bạo động, cho đến lúc đó cũng tất nhiên sẽ kinh động ngũ nhạc minh đế cùng thập điện diêm đế bọn hắn, đến lúc đó hắn cái này lão hảo quỷ thân phận, sợ sẽ ẩn tàng không nổi nữa. Ninh Mộc Giao cười lạnh nói, cho nên hắn không thể mạo hiểm như vậy, những năm gần đây, Minh Tàng Đại Đế một mực tính toán thu phục chúng ta. Muốn cho chúng ta vì hắn thu được tử linh trường Hà Bản Nguyên, chỉ bất quá một mực bị chúng ta cự tuyệt mà thôi. Ngoài ra, bị ngũ nhạc Minh Đế bọn hắn phát hiện chỉ là một nguyên nhân trong đó, một nguyên nhân khác là, cho dù hắn có thể đến chỗ này, cũng không cách nào tiến vào phía trước tử linh trường Hà Bản Nguyên chỗ tần trần kinh ngạc đây là vì cái gì tần công tử cho là cái này bản nguyên chi địa rất dễ dàng tiếp cận sao ngươi có thể tiến vào thử xem ninh mộc dao cười nhìn về phía tần trần a à, tần trần trong lòng hơi động lúc này từng bước đi ra tiến vào phía trước hư vô thiên trong đất phốc làm tần trần bước vào trong đó trong nháy mắt đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức kinh khủng tại sau lưng lướt đến tần trần theo bản năng quay người ngăn cản, nhưng mà sau một khắc, tần trần chỉ cảm thấy cánh tay tê rần, một đạo to lớn khe trong nháy mắt xuất hiện ở trên cánh tay của hắn, tiên huyết phúc chốc văng tung tóe đi ra. Là hư vô kia trong trời đất không ngừng cướp động khí tức khủng bố, đem hắn cánh tay càng là trong nháy mắt xé rách ra, cơ hồ không có bất kỳ chống cự gì chi lực. Cái gì? Tần trần kinh hải, vội vàng thôi động thể nội bản nguyên, chữa trị cánh tay. Tiếp đó cảnh giác nhìn bốn phía. Hắn khi tiến vào hư vô thiên địa chi ở giữa liền đã cảm giác được qua những thứ này mờ mịt hư không khí tức. Những khí tức này đem bốn phía này hư không vỡ ra tới từng đạo khe hở. Vốn là Tần Trần đã rất cẩn thận, có thể vạn vạn không nghĩ tới những thứ này hư không khí tức thật không ngờ kinh khủng. Gần trong nháy mắt, liền đem Tần Trần nhục thân vỡ ra tới, tiên huyết chảy ngang. Tần Trần Lão Đại Một Nơi xa ma lệ bọn người thấy cảnh này. Sắc mặt bỗng nhiên đại biến, vội vàng lo lắng lên tiếng. Cái này hư không khí tức vẹn vẹn một đạo cứ như vậy đáng sợ. Nếu là bảy đạo tám đạo, hoặc vô số đạo đâu. Nhiều như vậy cùng nhau đánh tới, sợ là bất cứ người nào đều không thể ngăn cản được A. À. Mà ở tầng trần cảnh giác nhìn bốn phía thời điểm, tự hồ cảm ứng được ngoại nhân xâm lấn, bốn phía này trong không gian hư vô mông lung khí tức lập tức trung động nhẹ nhẹ lên từng đạo hư vô khí tức giống như cá lội trong nước gặp được thức ăn đồng dạng, nhào nhào bơi về phía tầng trần chỗ. Xuy suy xuy. Suy, tầng trần bốn phía hư không xuất hiện từng đạo mờ mịt khe, giống như từng cái hài nhi miệng nhỏ, cho người ta một loại nhìn thấy mà giật mình cảm giác. Tầng trần sắc mặt biến hóa, lúc trước vẻn vẹn một đạo hư vô khí tức, liền trực tiếp nhường hắn bị thương, nếu là nhiều như vậy hư vô khí tức cùng nhau đánh tới, cái kia còn như thế nào cản đoán chừng trong nháy mắt cũng sẽ bị xé rách ra vô số vết thương máu chảy dầm dề, không chết cũng muốn trọng thương. Vị cô nương này. Ma lệ sắc mặt trầm xuống, liền nhìn hướng ninh mộc dao, trong thân thể một đạo đáng sợ ma khí chậm rãi phun trào, trong ánh mắt bắn mạnh lãnh quan. Hắn quyết không thể để tần trần chết ở chỗ này, nếu là tần trần chết, người nào tới thay hắn tìm xích viêm ma quân đại nhân. Như trước mắt nữ nhân này dám can đảm nhường tần trần lâm vào nguy cảnh cùng lắm thì hắn liền liều mạng, trực tiếp bại lộ thâm uyên chi lực, cũng muốn đem nữ nhân kia bắt lại. Hoa lạp Mà ma lệ vừa mới động, sau lưng vô số tử linh cũng động, từng cái nhìn chầm chầm, lạnh lẽo nhìn ma lệ, rõ ràng chỉ cần ma lệ có bất kỳ cử động, bọn chúng đều sẽ bạo khởi mà kích, không lưu tình chút nào. Tất cả chớ động. Đúng lúc này, hai đạo quát lạnh âm thanh đột nhiên vang lên, nhưng là tần trần cùng ninh mộc giao đồng thời mở miệng. Tần Trần nhắc nhở là ma lệ, mà Ninh Mộc Giao nhắc nhở nhưng là những cái kia tử linh. Ninh Mộc Giao mắt nhìn Tần Trần trên cánh tay bắn tung tóe đi ra ngoài tiên huyết. Mỉm cười nói, Tần Công Tử quả nhiên trấn định, ngay tại lúc này cũng không hoảng, Mộc Giao bội phục. Nói chuyện đồng thời, Ninh Mộc Giao bỗng dưng từng bước đi ra, lập tức, nguyên bản những cái kia tuôn hướng Tần Trần rất nhiều hư vô khí tức vậy mà giống như là cảm ứng được chỉ lệnh đồng dạng, nhau nhau ngừng cướp động, lui ra. Tần Trần mỉm cười, Tần Mỗ bất quá suy bụng ta ra bụng người, lấy thực tình đối đãi của cô nương, tự nhiên tin tưởng Ninh cô nương cũng sẽ không cô phụ Tần Mỗ. A. À. Ninh Mộc Dao mỉm cười, từ chối cho ý kiến, hắn trực tiếp đi tới Tần Trần bên cạnh. Cười nói, bây giờ Tần công tử biết được vì cái gì Minh Tàng đại đế cho dù đi tới nơi này, cũng không cách nào tiến vào bản nguyên chi địa sao? Bởi vì chỉ cần hắn dám vào vào cái này hư không chi địa, nơi này hư không khí tức liền có thể dạy hắn làm quỷ. Tần trần con ngươi co trục lại, nhìn bốn phía, hoàn toàn chính xác, cái này hư không khí tức mạnh, là hắn gặp qua sức mạnh đáng sợ nhất một trong. Hắn tu vi hiện tại mặc dù không từng bước vào đại đế cảnh giới, nhưng nhục thân phòng ngự tuyệt đối đã đạt đến một cái cực kỳ kinh người tình cảnh, so với một chút trung kỳ đỉnh phong đại đế cũng là không thua bao nhiêu. Huống chi hắn còn trưởng khống không gian thần thông có thế mặc dù là như thế nhục thân ở nơi này hư không dưới khí tức hắn lại không có lực phản kháng chút nào cái kia minh tàn đại đế liền xem như tứ cực cấp bậc đại đế sợ cũng dễ dàng không cách nào chống cự muốn bản thân bị trọng thương những thứ này hư không khí tức là tần trần hiếu kỳ nói là tử linh trường hạ bản nguyên ức vạn năm tới tản mát mà ra tạo thành nghe đồn ở trong đó ẩn chứa trước kia minh thần đại nhân một tia sức mạnh cho nên Minh Tàng Đại Đế mới có thể kiên kỵ như vậy. Ninh Mộc Giao giải thích nói. Minh Thần một tia sức mạnh. Tần Trần gật gật đầu, được chứng kiến nghịch sát thần đế kinh khủng trong lòng của hắn tin tường, cái này hư không khí tức nếu là Minh Thần chi lực biến thành, vậy thì lại không quá bình thường. Minh Thần, đó là trong truyền thuyết thần đế cường giả, mình giới chân chính trưởng khống giả, lấy thực lực của hắn sợ là một đầu ngón tay, đều có thể nghiền chết một tôn đỉnh cấp đại đế. Tần công tử, ta dẫn ngươi đi cái kia hạch tâm thiên địa nhìn một chút a. À. Ninh Mộc Giao cười đối với Tần Trần Đạo, tất nhiên Tần công tử là tới Tử Linh Trường Hà tìm người. Cái kia thông qua Tử Linh Trường Hà bản nguyên là dễ dàng nhất, chỉ cần có ngươi bằng hữu kia một tia khí tức, Tử Linh Trường Hà bản nguyên liền có thể tại trong chốc lát tìm được Tần công tử cái vị kia bằng hữu. A. À. Tần Trần trong lòng hơi động. Ngoại giới ma lệ nghe xong trong đôi mắt cũng trong nháy mắt toát ra tới vẻ kích động. Vậy ta đây chút bằng hữu. Tần Trần nhìn về phía ma lệ mấy người. Ninh Mộc Giao suy nghĩ một chút nói, liền để bọn hắn cùng nhau đi qua đi. Chợt, nàng quay người nhìn về phía hư không thiên địa bên ngoài ma lệ mấy người, mỉm cười nói, các ngươi cũng đến đây đi. Sư. Ma lệ trực tiếp bay đi vào, không chút do dự. Bạn đang nghe truyện tại Tán Tu, chúc bạn ngờ truyện vui vẻ